Câu chuyện Thi Nhạc Hôm nay, sau bao năm dốc toàn tâm, toàn lực dạy dỗ, thầy giáo vàng anh tổ chức thi nhạc cho những học trò ông yêu quý. Ve sầu với đôi mắt nâu lấp lánh, trình bày bản giao hưởng, mùa hạ. Gian phòng tràn ngập một âm thanh sáng trói, vì ô lông réo rắt, màu hoa phượng đỏ rực, nắng sáng trắng với bầu trời xanh mênh mông gà trống mở đầu khúc nhạc nhan đề bình minh đầy hứng khởi tờ rách tờ re tê te giấy mèn khỏe khoắn và trang nhã trong bộ đồ màu nâu cánh rán bắt đầu với bản giao hưởng mùa thu những chiếc lá khô rơi trong nắng nắng lung linh như những đợt suối nguồn nàng họa mi xuất hiện với tà áo tha thướt trình bày bản giao hưởng mùa xuân những giọt mưa xuân nhẹ rơi mầm cây hé nở, hoa đào rộ lên hoa mắt. Cuối cùng là phần trình diễn của vịt với tác phẩm Ao Nhà. Phong cách biểu diễn lôi cuốn, làm mọi người hào hứng vỗ tay nhịp theo. Quạc quạc, quạc quạc, âm nhạc diễn tả bởi sáng đẹp trời, mặt ao trong trẻo gợn lan tăn. Hội thi kết thúc, thầy giáo vàng anh đứng lên, xúc động nói ta rất vui lòng vì sự thành công của các con cảm ơn các con đã cho ta niềm vui này ngày mai các con sẽ trở về với những miền quê yêu dấu của các con chẳng còn ở bên ta nữa nhưng lòng ta sẽ mãi dõi theo theo nguyễn phan hách